Đạo diễn Lâm Ngọc Vân, Dư Thúy Hoa, Nhậm Hải Đào. Biên kịch Tư Hỏa. Giám chế Lý Cơ Nghiệp. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Bạch Hiển, Tư Âm, Phàm Nữ Tố Tố, Thanh Khâu Nữ Quân. Triệu Hữu Đình trong vai Mặc Uyên, Dạ Hoa, Chiếu Ca. Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Bạch Phượng Cũ. Trương Trí Nghiêu trong vai Chiếc Nhang. Cao Vĩ Quang trong vai Đông Hoa Đế Quân. Hoàng Mộng Doanh trong vai Tố Cẩm Tiên Tử. Liên Dịch Danh trong vai Kình Thương. Trương Bân Bân trong vai Ly Kính. Vu Mông Lung trong vai Trần Chân. Và một số diễn viên khác. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tập 42. Ta vốn muốn con quên đi chuyện 300 năm trước. Bây giờ, trong lòng con có thượng thần này, bổn cung lại thấy thấp thởm không yên. Dạ qua, con nói cho ta nghe, trong lòng con thực sự yêu Bạch Thiển Thanh Khâu này, hay chỉ xem cô ấy là người phàm kia? Mẫu phi nghĩ nhiều rồi. Thê tử của Dạ Hoa là Bạch Thiển do Thiên Quân ban hôn. Nhi thần trước giờ chưa từng xem nàng ấy là người khác. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Con thân là Trắc Phi, về tình về lý đều nên đến bái kiến vị thượng thần này. Thần thiếp hôm nay đã đi rồi. Không may là cô đã đến Thanh Cảnh Thiên Tuyền. Sáng ngày mai thần thiếp đi thêm một chuyến nữa. Tốt. Thượng thần. Bình thường hai vị không phải luôn bên cạnh thái tử sao? Hôm nay sao lại canh ở bên ngoài điện vậy? Quân thượng đang ở trong điện cùng với Lạc Tư Nương Nương. Lạc Tư Nương Nương, mẫu phi của Dạ Hoa. Dạ đúng vậy. Thượng thần gặp quân thượng có việc gì quan trọng sao? Cũng không có việc gì gấp, chỉ là muốn đến thăm Ali thôi. Vậy có cần thuộc hạ đi thông báo một tiếng hay không? Không cần đâu, lát nữa ta lại đến. Mẫu phi người thật là lúc nào cũng chọc ghẹo thần thiếp. Con vào cung thái tử cũng được 300 năm rồi, trong bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, ta hỏi không được sao? Nương nương, chuyện này đâu phải do thần thiếp quyết định là được đâu. Bạch Chân thượng thần, không cần phải đa lễ đâu. Chiếc Nhang có ở đây không? Thượng thần đến từ hôm qua, luôn ở bên cạnh của đại ca. Tâm trạng của ông ấy chưa từng rối loạn bao giờ. Sao ta cứ cảm thấy bệnh của đại ca ngươi có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là vấn đề gì? Bạch Chân thượng thần nói không sai. Bất luận nguyên nhân bệnh của đại ca là gì, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Chiếc Nhang thượng thần là biết có điều kỳ lạ. Không nói nữa, đưa ta vào trước đi. Mời thượng thần.
Thương thần, tối qua đến giờ ngài chưa hề nghỉ ngơi, có cần ta cho người chuẩn bị phòng cho thương thần nghỉ ngơi không? Không cần đâu, ta đã có cách để cứu hắn rồi. Bây giờ ta sẽ đi khoảng vài canh giờ, lúc quay lại sẽ đem thêm một vị sứ giả phụ trách điều dưỡng cơ thể cho huynh trưởng của ngươi đi. Đa tạ thượng thần. Đa tạ thượng thần. Tiểu nhi bệnh đã hơn 600 năm, cuối cùng cũng đã được cứu rồi. Mời mọi người hãy tránh ra một lát. Dạ. Dạ. Mấy ngày trước người đi, con nhớ lại thần thái và giọng nói của người, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ người lại kêu bọn họ lui ra, không lẽ người có chuyện gì quan trọng muốn nói sao? Người cứ nói đi mà. Chân chân, ngươi đã đoán trúng rồi đó. Đích tử của phụ thần, chiến thần duy nhất của tứ hải bát quan này, Mạc Uyên, nay đã yếu đến mức phải dựa vào tiên khí của người xung quanh để nuôi dưỡng mình. Mạc Uyên, người nói hắn chính là Mạc Uyên? Là hắn, cũng không phải là hắn. Mạc Uyên đang ở đây, hắn ở Tây Hải 600 năm rồi. Ngài có biết Cung Luân Hư đã để quan 7 vạn năm, 17 đệ tử của ngài phân tán khắp tứ hải, nhưng vẫn đi tìm tung tích của ngài không? Ngài có biết tiểu thập thất của ngài vì để bảo vệ tiên thể ngài, mỗi ngày dùng một chén máu tim nuôi dưỡng ngài tròn 7 vạn năm hay không? Mạc Uyên, cuối cùng thì ngài cũng đã trở về rồi. Sư phụ, là người sao sư phụ? Như vậy rồi, ta không nằm mơ thấy trận chiến ở sông Nhược Thủy. Ta bị làm sao vậy? Con vẫn không dám tin Mạc Uyên thực sự đã trở về. Chân chân à, ngươi canh giữ ở đây, ta đi đón Tiểu Ngũ tới đây. Ngươi muốn cho Tiểu Ngũ biết sao? Đây là sư phụ của nó, người nó đã dùng máu tim nuôi suốt 7 vạn năm qua. Người mà nó chờ đợi 7 vạn năm, ta đương nhiên phải mau chóng nói cho Tiểu Ngũ để nó tới đây ngay chứ. Không được, người không được đi như vậy. Ý ngươi là Dạ Hoa? Phải, con sợ là Dạ Hoa sẽ suy nghĩ nhiều đó. Người phải nhớ, hắn là thái tử của thiên tộc,
Nếu hắn biết vị hôn thê của hắn lại đối xử tốt với người đàn ông khác, dù biết đó chính là sư ân của hôn thê, thì cũng khó chấp nhận được. Nhưng Dạ Hoa đã sớm biết sự tồn tại của Mạc Uyên rồi mà. Trận chiến ở Đại Tử Minh Cung, chính hắn đã cứu Mạc Uyên và Tiểu Ngũ ra ngoài. Con quên rồi sao? Chuyện này không giống nhau. Mặc dù là hắn đã nhìn thấy thiên thể của Mạc Uyên, cũng chỉ nghĩ Mạc Uyên đã hồn bay phách tán, nhưng bây giờ nguyên thần của Mạc Uyên lại ở đây, rồi sẽ có một ngày về Công Luân Hư chấn động thiên tộc. Chuyện này không giống nhau. Mạc Uyên lúc này với hắn mà nói là một người thật sự, một người đang sống. Con nói cũng đúng. Xem ra trước khi ta để cho Tiểu Ngũ biết, thì ta phải đi gặp vị thái tử thiên tộc này trước đã. Quân thượng, tại sao sắc mặt của quân thượng lại tái đi như vậy? Không sao, có chuyện gì? Chiếc nhang thượng thần tới. Chiếc nhang à? Chiếc nhang thượng thần. Thái tử điện hạ, không biết thượng thần tới là vì chuyện gì? Mạc Uyên sắp tỉnh lại rồi. Vậy sao? Thái tử điện hạ lẽ nào không có gì muốn nói sao? Không có, chỉ là không biết khi nào có thể tỉnh lại. Hiện tại ngài ấy đang mượn cơ thể của đại hoàng tử Tây Hải, dần dần khôi phục nguyên thần. Dự đoán trước mắt xem ra phải khoảng 7-8 ngàn năm nữa mới có thể thực sự trở về tiên thân. Tối hôm qua khi ta tới thăm nguyên thần Mạc Uyên, bỗng nhiên nhớ tới năm đó Tiểu Ngũ tới bái sư, lần đầu nó lên Cung Luân Hư chính là ta đưa nó tới. Khi nó nghe ta nói Mạc Uyên là một chiến thần thì đã vui mừng, còn cho rằng Mạc Uyên nhất định sẽ là một thượng thần ba đầu sáu tay có thể thôn tính cả sơn hạ. Thật không ngờ sau khi bái sư, nó thật không tin Mạc Uyên lại có diện mạo tuấn tú như vậy. Nè, người thật sự không lừa con chứ? Ông ta thật sự là chiến thần duy nhất của Tứ Hải Bát Quan Mạc Uyên sao? Sao hả? Ngươi đã nhận hoạt động thanh công luân của người ta rồi, cũng đã gọi là sư phụ, giờ lại hối hận rồi sao? Nhưng ông ấy thật sự nhìn không giống một chiến thần mà. Ta có chỗ nào không giống một chiến thần? Sư phụ, dáng vẻ của người rất thanh tú, con thấy giống kẻ chuyên đóng vai phản diện trong kịch Lén Lút Ra Sao Hậu Hoa Viên, hẹn hò với mấy tiểu thư phàm trần. Như người làm sao cầm nổi Hiên Viên kiếm chứ? Người nói sư phụ ngươi giống kẻ phản diện sao? Ừ. Mạc Uyên à, Mạc Uyên, lần này đúng là ta đã tặng ngài một đệ tử tốt, sau này ngài phải chịu đựng dài dài rồi đó. Chỉ là ta nhớ lại chuyện xưa thôi, thái tử điện hạ đừng nên để bụng. Không sao. Dạ Hoa, ngươi từng nghi ngờ bản thân chính là Mạc Uyên có đúng vậy không? Không có. Còn ta thì đã từng nhận lầm, thậm chí là tới tối hôm qua ta vẫn còn bán tính bán nghi. Ta phải đi tìm Tiểu Ngũ đây. Thượng thần xin dừng bước. Có cách nào đó có thể khiến Mạc Uyên thượng thần sớm tỉnh lại không? Thái tử điện hạ muốn Mạc Uyên sớm tỉnh lại như vậy sao?
Đây là mong mỏi của Thiển Thiển bảy vạn năm nay. Mặc Quyên Thượng Thần tỉnh sớm một ngày, Thiển Thiển sẽ bớt một ngày chờ đợi. Được, vậy ta sẽ thẳng thắn với người. Nếu như người muốn Mặc Quyên sớm tỉnh lại, đầu tiên ta cần phải có đèn kết phách. Đèn kết phách? Thượng thần tỉnh rồi. Người rửa mặt đi, đồ tì đi chuẩn bị bữa sáng. Không cần đâu, ta muốn tới Tử Thần Điện một chuyến, cùng dùng bữa sáng với cục bột nhỏ, chắc chắn nó sẽ rất vui. Đúng vậy, tiểu điện hạ rất thích thượng thần, nhất định sẽ rất vui. Đồ tì đưa thượng thần đi. Thôi đi, hay là ta tới Thanh Cảnh vậy? Sao thượng thần không tới chỗ của tiểu điện hạ? Dù sao cũng không phải con ruột của ta, lạnh nhạt một chút lại bị người khác phê bình, tránh hiềm nghi thì hơn. Hôm qua muội muội ở trong Tử Thần Điện cùng Lạc Tư nương nương chăm sóc tiểu điện hạ, sáng nay mới có thể rời khỏi, liền vội vàng tới đây, có lòng muốn tới hành lễ với tỷ tỷ. Cô nóng lòng muốn hành lễ với ta như vậy, sao lần đầu tiên gặp hôm qua không hành lễ, giờ mới hành lễ? Thiên cung này và nơi khác có chút khác biệt, nếu là buổi ý kiến đàng hoàng, bắt buộc phải chỉnh đốn lễ tiết phù hợp mới thể hiện được sự thành kính của người hành lễ. Theo quy tắc thiên cung thì tỷ tỷ là một thiên phi, muội muội phải tới hành lễ. Chỉ là đại sự này quân thượng chưa từng nhắc tới với muội muội. Hôm qua lần đầu tiên gặp lại không nhận ra tỷ tỷ, trước điện thất lễ để tỷ tỷ cười chê rồi. Lần này muội muội tới trễ như vậy, xin tạ lỗi trước với tỷ tỷ vậy. Đúng là lần đầu ta tới, không hiểu quy tắc thiên cung này. Nghe cô nói như vậy lại thấy rất thú vị. Vậy cô cứ theo quy tắc đó hành lễ với ta đi. Vừa nãy muội muội đã hành lễ rồi mà. Hành lễ rồi? À, cô hành lễ cũng đơn giản quá ha. Cô lại làm gì vậy? Cái hành lễ vừa rồi là muội muội dựa theo quy tắc trắc phi hành lễ chính phi, còn cái hành lễ bây giờ là muốn hành lễ với ân nhân mấy tháng năm tỷ tỷ chăm sóc Ali. Muội muội quả thực vô cùng cảm kích. Ali từ nhỏ đã không có mẫu phi, bởi vì dung mạo tỷ tỷ, nó đã nhằm thành mẫu phi của nó. Thật lễ như vậy, vẫn mong tỷ tỷ có thể lượng thứ một chút. Lượng thứ thì không cần, ta rất thích nó. Quân thượng có tình cảm sâu đậm với mẫu phi của Ali. Năm đó mẫu phi của Ali nhảy xuống Chu Tiên Đài, lập tức quân thượng cũng nhảy xuống theo. Sau khi được chiếc nhan thượng thần cứu mạng, đã nằm trên giường hết 60 năm ở Tử Thần Điện. Tỷ tỷ nhìn xem, cả khu giường ở Nhất Lãm Phương Hoa toàn là hoa đào, là vì quân thượng tưởng nhớ mẫu phi của Ali nên mới trồng nó. Hơn 200 năm quân thượng không hề có lúc nào vui vẻ. Tỷ tỷ, gương mặt tỷ giống mẫu phi của Ali, muội muội cảm thấy đây quả thật là duyên phận. Cái bái lại vừa rồi cũng là mong tỷ tỷ có thể sớm ngày thành hôn cùng quân thượng, để an ủi trái tim đã chết một nửa của quân thượng. Trắc phi này đúng là rất thông minh. Ý cô ta nói Bạch Thiển Thanh Khâu ta
được dạ qua dốc lòng đối đãi tốt như vậy, chỉ vì ta rất giống với mẫu thân của Ali mà thôi. May mà ta đi dạo chơi ở phàm giới đã có xem nhiều vở kịch này rồi, nên mới lĩnh hội được sâu sắc ý nghĩa đằng sau những lời nói của cô ta. Cô đã tận tâm đối đãi với ta, nói bao nhiêu chuyện như vậy, ta cũng nên nói với cô mấy câu thật lòng. Tố Cẩm xin lắng nghe. Tố Cẩm, thứ mà trong lòng cô muốn không phải là thứ mà ai cũng muốn đâu. Làm thần tiên không nên quá thông minh thì tốt hơn. Lời tỷ tỷ nói muội muội nghe không hiểu đúng không? Nếu như nghe mà không hiểu thì quay về đóng cửa ngẫm nghĩ mấy ngày, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Dạ. Cô đừng vội đứng dậy, ta còn có mấy câu muốn nói với cô. Bạch Thiển ta luôn nhận được sự ý kiến của chúng tiên tứ hải bát quan bằng cách hành lễ của Thanh Khâu. Nếu nói muốn chính thức đến bái ta thì cần phải tắm rửa thay y phục trước 3 ngày, đốt nhang ăn chay. 3 ngày sau mới có thể đến hành lễ 3 quỳ chính lại với ta. Lễ này có chút phiền phức, nhưng nếu là dạ qua phu quân cô đến bái kiến ta, ta cũng nhận lễ như vậy. Chỉ là trước giờ ta không thích chúng tiểu tiên bái lạy ta như vậy, vì thấy quá rườm rà, giái tay mà có tâm ý là được rồi. Cho nên lần sau nếu cô muốn nghiêm túc đến bái kiến ta thì nên dùng lễ của Thanh Khâu để bái, không cần nhắc đến quy tắc thiên cung với ta. Là muội muội sơ suất. Ngoài ra, cha mẹ ta trước giờ chưa từng sinh cho ta một muội muội nào hết. Cô vẫn còn nhỏ lại gọi ta một tiếng tỷ tỷ, thật khiến ta cảm thấy không thoải mái. Cho nên cô vẫn nên theo quy tắc, gọi ta một tiếng là thượng thần đi. Thượng thần. Cô lui ra đi. Dạ. Không ngờ dạ qua lại chung tình như vậy. Lúc đó chắc hắn đã yêu mẫu thân của cục bột nhỏ sâu đậm lắm. Nếu tao đoán không sai, mẫu thân cục bột chắc là bị Tố Cẩm này ép phải nhảy xuống Tru Tiên Đài đúng không? Với tính cách của dạ qua, sao chưa cho Tố Cẩm này một đao vậy hả? Thượng thần đoán không sai, đã từng đâm một lần rồi. Ngươi vừa nói gì? Lúc đó khi quân thượng vừa mới tỉnh lại, thân thể suy yếu, lòng chán nản, không có chút ý chí sinh tồn nào hết, cả ngày nhốt mình trong điện, ngay cả tiểu điện hạ cũng mặc kệ. Nhưng không quá 2 ngày sau, thiên quân đã lệnh dùng kiệu đưa Tố Cẩm nương nương vào cung thái tử. Ngày đó quân thượng đã đâm một nhát kiếm vào ngực cô ta. Thiên quân đến kịp thời nên cứu được cô ta. Sau đó cô ta cũng vì thiên quân che chở mà được bước vào cung thái tử. Quân thượng vẫn chỉ xem cô ta là một cái hộp nuôi dưỡng đôi mắt cho chủ nhân nô tỳ. Đôi mắt? Đôi mắt của cô ta là lấy từ chỗ chủ nhân mệnh khổ của nô tỳ. Lạc Tư nương nương nói, lúc đầu quân thượng nghĩ rằng che giấu tâm tư của mình để người cửu trùng thiên cho rằng ngài không hề quan tâm tới chủ nhân thì có thể bảo vệ được người. Nhưng tâm tư ngài ấy tuy gạt được chư vị thần tiên ở trên trời, lại vô tình khiến tấm lòng của chủ nhân nô tỳ nguội lạnh. Chủ nhân cho rằng quân thượng là ghét bỏ mình, nhưng chuyện này không giấu nổi thiên quân. Tới cuối cùng vẫn không giữ được mạng của chủ nhân. Nô tỳ lỡ miệng. Chiếc nhang, vị trắc phi đó có phải vì nhìn thấy người nên mới hành đại lễ với con hay không? Nhiều năm rồi mới thấy có người tính tình như cô ta vậy. Hời, hôm nay ta đứng ngoài góc tường thôi cũng thu hoạch được vài chuyện. Tứ ca ngươi còn quán trách ta, đáng lẽ không nên đưa ngươi đến cung Luân Hư
đưa nhầm chỗ rồi. Nó nói ngươi chẳng qua là đi học nghệ thôi, sau học một thời gian con người cũng thay đổi, không còn hoạt bát ngây thơ giống như lúc ban đầu ta dẫn ngươi đến nữa. Con cũng đã 14 vạn tuổi rồi, sao còn ngây thơ hoạt bát được chứ. Mà có điều trắc phi của Dạ Hoa thật sự không hợp với con. Con yêu thích mấy tiểu tiên lanh lợi thông minh, nhưng những người quá mức thông minh ở trước mặt con tự thể hiện mình là thông minh thì con lại không thích. Với lại lần này người đến không phải chỉ vì để nghe chuyện ở góc tường của con đó chứ. Nô tỳ xin đến Thượng Thanh Cảnh đợi Thượng Thần. Chiếc nhạc, 300 năm trước người cũng mang nét mặt này, nói với con sư phụ có thể sắp trở về rồi. Lúc đó đã khiến con vui mừng một cách vô ích. Còn bây giờ? Còn giờ, nếu ta nói con biết Mặc Uyên thật sự sắp trở về rồi, con cũng không mừng sao? Người thật sự không lừa con đó chứ? Nha đầu, lần này tuyệt đối không lừa ngươi. Mấy ngày trước ta đi một chuyến đến Tây Hải cùng Chân Chân giải quyết ít việc riêng. Ở đó ta đã gặp đại hoàng tử của Tây Hải. Lúc đó ta phát hiện tiên khí trên người đại hoàng tử Tây Hải rất khác thường, do đó ta đã dùng tiên pháp để xem như thế nào. Cuối cùng cũng tìm được, ta phát hiện hắn là hai người. Người vẫn đang tỉnh là bản thân của hắn, người đang ngủ là một người khác. Người khác là ai? Người khác đó là sư phụ ngươi Mặc Uyên. Sao người biết được? Lúc ngươi còn nhỏ cũng thường theo ta học môn pháp thuật này. Trên người đại hoàng tử Tây Hải lúc ngủ sâu sẽ tồn tại một người khác, và ta đã truy tìm theo ngọn nguồn này, điều tra thì biết người này từng là mảnh linh hồn bị dở kết hợp thành. Thử hỏi trong tứ hải bát quan này còn ai có thể dựa vào chút linh lực khi có khi không đem linh hồn đang cực kỳ yếu ớt từng chút một kết hợp lại với nhau? Theo ta chỉ có Mặc Uyên mới có bản lĩnh này thôi. Hơn nữa, ngài ấy là con trai của phụ thần, ta cũng do phụ thần nuôi lớn. Từ nhỏ hai chúng ta đã ở bên cạnh nhau, tiên khí của ngài ấy đương nhiên ta quen thuộc rồi. Trước kia ngươi từng nhắc với ta, nói trước khi Mặc Uyên hồn bay phách tán, từng dặn dò mười mấy huynh đệ các ngươi hãy đợi hắn. Ta luôn cho rằng đó chỉ là một sự tưởng niệm mà ngài đã để lại cho ngươi. Cho đến hôm nay ta gặp được ngài ấy mới thật sự khiến ta bội phục. Cả đời này Mặc Uyên chưa từng khiến người khác thất vọng, đây mới là khí phách nam nhi bất phàm rồi. Sư phụ, hắn đã dùng 7 vạn năm mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ nguyên thần vẫn còn phân tán, cần mượn tiên lực của người khác để tiếp tục nuôi dưỡng. Ta đoán cũng chính vì vậy mà Mặc Uyên mới ngủ sâu trên cơ thể của đại hoàng tử Tây Hải, mượn cơ thể của hắn để điều dưỡng. Còn lo không biết đại hoàng tử Tây Hải đó có gánh nổi sư phụ hay không. Cơ thể đại hoàng tử Tây Hải chỉ bình thường thôi, tiên lực trên người hắn ngoại trừ nuôi cơ thể mình còn phải chia ra để nuôi Mặc Uyên. Thời gian đã lâu nên sức khỏe ngày càng suy yếu. Mặc Uyên nếu thật sự tỉnh lại sợ là phải gần 7-8 ngàn năm nữa. Nhưng mà, nhưng vì sao sư phụ lại chọn đại hoàng tử? Mặc Uyên chọn đại hoàng tử của Tây Hải chắc chắn là có lý do của ngài. Ta còn nhớ lúc đại hoàng tử của Tây Hải vẫn còn nhỏ đã từng phải nợ ơn cứu mạng của Mặc Uyên. Lần này xem như là hắn trả ơn đi. Huống hồ vị hoàng tử Tây Hải lại là đại sư huynh của ngươi, xem như ca ca thay đệ đệ báo sư ơn vậy. Nha đầu, sao ngươi lại khóc vậy chứ? Là vì chuyện này
con đã canh cánh trong lòng bảy vạn năm qua. Con chỉ sợ là con vui mừng quá sớm. Ngươi vừa mới tức giận vì không thể gọi một đám mây để lập tức bay đến Tây Hải, sao bây giờ lại trầm mặc đến như vậy chứ? Lúc nãy vừa nghe người nói xong, con mừng tới không thể tả nổi. Chỉ tức là đang ở trên cửu trùng thiên, cho dù sư phụ chưa tỉnh, con cũng muốn đến thăm người. Chỉ e ngươi đột nhiên rời khỏi đây sẽ không biết ăn nói như thế nào với Dạ Hoa mà thôi. Đến Thượng Thanh Cảnh này để trị thương, con cũng đã nợ hắn một ân tình. Nếu không từ mà biệt, rõ ràng con là người không biết điều. Nếu như cáo từ rồi đi, thôi bỏ đi. Dạ Hoa Quân, đa tạ mấy ngày qua đã chiếu cố ta. Thiện Thiện, nàng thật sự muốn rời bỏ ta sao? Thượng Thần để lại phong thư này rồi đi ngay. Nàng ấy còn nói gì nữa không? Dạ không nói câu nào. Nhìn giống như trong nhà xảy ra chuyện gì cấp bách lắm. Đôi mắt Thượng Thần đỏ lên, không kịp đến thăm tiểu điện hạ đã đi rồi. Đi đi. Dạ. Vừa đến đây thôi mà, sao vội vã đi được chứ? Có một chuyện nàng phải quay về Thanh Khâu để xử lý. À, vậy trong lòng con không sao chứ? Ta ở đây đã đợi con được một chén trà rồi đó, đợi con giúp ta giải quyết một chuyện nan giải. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Tâm Thuốc nói ra hai từ nan giải? Chính là biểu muội của con. Trước việc công chúa hiện giờ đang làm loạn trong đại điện của phụ quân, khóc lóc gào thét muốn hạ phàm lịch kiếp chung với đế quân, có thể ngăn cản nó cũng chỉ có thái tử thiên tộc Dạ Hoa con mà thôi. Ta đã đập bể bao nhiêu đồ đạc rồi, cái ngươi không chịu phạt ta hạ phàm lịch kiếp nữa. Nghe nói thứ này rất giá trị, giờ ta đập nó, cái ngươi có chịu phạt ta không? Công chúa, công chúa, cái này không thể đập bể được, nếu đập bể rồi sẽ gây họa lớn đó. Kệ nó đi. Thái tử điện hạ, Tam điện hạ. Biểu ca, muốn gặp Đông Hoa đế quân đến như vậy hay sao? Muội đã không gặp đế quân hơn một tháng rồi, muội muốn gặp ngài, muội cũng muốn xuống lịch kiếp với ngài. Dựa vào cái gì mà Bạch Phượng Cửu Thanh Khâu có thể ở cùng ngài mà muội thì không thể? Rõ ràng muội cũng là công chúa, muội còn là biểu muội của thái tử Dạ Hoa nữa. Có phải muội không tiếc thứ gì muốn đến gặp ngài ấy không? Phải, không tiếc gì hết. Vậy muội đập bể đi, đập xong ta phạt muội hạ phàm lịch kiếp 20 năm. Có thật không? Thật đó. Không phải là ta đã kêu con tới đi khuyên giải tiểu nhà đầu này hay sao? Sao con còn kêu nó đập đồ vậy? Rõ ràng biết là không thể được, nhưng vẫn không tiếc mọi giá để thử một lần. Thiên hạ này có được mấy người, sao con không thể toại nguyện cho nó chứ? Hôm nay mọi người làm sao vậy ta? Kỳ quái thế nào rồi? Tam Thúc, Tam Thúc, con thực sự có thể hạ phàm lịch kiếp rồi sao? Tiểu nhà đầu của ta ơi, con còn không mau đi đi. Mau đi tìm vị Đông Hoa đế quân cầu con chẳng được của con đi kìa. Dạ được. Tiểu điện hạ, cái trì hoãn như vậy thì không được đâu. Bây giờ đã qua 2 năm rồi, đế quân đã xem điện hạ như trân châu ngọc quý, cả trái tim đều hướng về điện hạ rồi. Mấy ngày này điện hạ hãy nghĩ cách làm tổn thương đế quân đi, khiến ngài thuận lợi mà qua được kiếp tình ái này, như vậy mới có thể giúp ngài ấy sớm quay lại thiên cung.
Phi nương nương. Thái tử điện hạ. Nương nương, sao lại buồn rầu ủ rũ quá vậy? Hình như thái tử điện hạ cũng không vui cho lắm. Từ khi sư phụ đi, ta thường xuyên nhớ tới sự dạy bảo của người. Vừa rồi lấy cây quạt này ra, lại nhớ thương về người hơn. Sư phụ à, điện hạ đang nói về đạo cô đó sao? Đồ nhi mà cô thu nhận cũng rất khá, đến bây giờ vẫn còn nhớ cô. Điện hạ có thể cho ta ngắm cây quạt này một lát được không? À, được. Điện hạ có biết tên của cây quạt này là gì không? Sư phụ trước lúc ra đi chỉ để lại cây quạt này, không hề nói thêm gì nữa hết. Sư phụ của thái tử điện hạ từng ở trong cung, lúc rảnh rỗi cũng nói chuyện với ta. Người nói về lai lịch của cây quạt này, quạt có tên là quạt phá dân. Quạt phá dân? Lúc trước khi Thiếu Tân vẫn còn là nữ tỳ trong động Hồ Ly ở Thanh Khâu, cô từng cho ta cây quạt này để phòng thân. Tuy bây giờ đã cắt đứt tình nghĩa chuộng tới với Thiếu Tân, nhưng lại tặng cây quạt này cho con ruột của Thiếu Tân. Xem ra trong lòng cô cũng đã tha thứ cho cô ta rồi. Cô đúng là một người ngoài lạnh trong nóng. Cây quạt này là thần khí, mong thái tử điện hạ cất giữ cẩn thận. Thần khí. Các người làm gì vậy? Cây quạt. Thái tử điện hạ nhất thời không cầm chắc cây quạt. Không cầm chắc cây quạt? Một cây quạt thì lớn đến đâu chứ, lại không thể cầm chắc. Sao điện hạ lại ngã vào người cô ta? Cây quạt này là thần khí. Ta mới lắc nhẹ nó một chút, tự nhiên nó biến thành cây quạt to lớn. Dọa ta sợ quá, ta liền dứt nó đi. Phải, thái tử điện hạ nhất thời nóng vội, sau đó thần thiếp đụng phải điện hạ, chúng thần không cẩn thận dấp phải cái ghế nên bị té. Câm miệng. Trong chừng bọn chúng cho ta, bốn cung sẽ đến gặp hoàng thượng. Câm miệng. Bệ hạ, lời thần thiếp nói câu nào cũng là thật. Vừa rồi thần thiếp cùng mấy vị phi tần đi qua ngự hoa viên, thật sự nhìn thấy Trần Thục Phi và thái tử đang ôm ấp nhau. Còn bịa chuyện nói cây quạt là cây quạt thần tiên, cầm cây quạt đó quạt một cái thì nó liền biến thành cây quạt to lớn. Còn nói thái tử điện hạ lúc đó đứng không vững, liền giật cây quạt đi, Trần Thục Phi đụng phải thái tử điện hạ, sau đó dấp phải cái ghế rồi ngã ra đất. Bệ hạ, cây quạt ở trước mặt của người đó làm gì có chỗ nào đặc biệt chứ? Trẫm nói với nàng lần cuối, những lời này nếu sau này ở trong hậu cung có bất cứ kẻ nào còn lặp lại nữa, sẽ phạm phải tội chết. Cả nàng cũng vậy. Không có Trần Thục Phi thay trẫm đỡ mũi tên chí mạng đó, trẫm đã mất mạng từ lâu rồi. Nàng ấy đối với trẫm một tấm chân tình, đã vượt xa đám nữ nhân ngày ngày chỉ biết tranh sủng ở hậu cung các người rồi. Thục Phi hiện giờ đang bị nhốt ở đâu? Dạ, trong thiền lao. Làm càn. Phụ hoàng, người phải tin con. Nhi thần bị oan mà. Phụ hoàng, Phụ hoàng. Chỉ cần điện hạ nhận tội danh tư thông với thái tử,
Đã kích lớn như vậy, với đế quân không cần nghĩ tới cũng biết kết quả rồi. Một bên là đứa con trai độc nhất đã tin tưởng bao nhiêu năm nay, một bên là Phi Tần sớm chịu quấn quýt yêu thương. Tuyệt diệu, còn tuyệt diệu hơn cả một bàn kịch đó chứ. Theo như ngày sắp xếp thì cô ta coi như mất công đi một chuyến. Lúc trước cũng là phi tử hậu cung và Nguyên Trinh Tư Thông, hại cha con họ trở mặt nhau. Có chống lại thế nào đi nữa cũng không thể chống lại được số mệnh đã được sắp đặt ban đầu. Cứ bỏ qua Nguyên Trinh này trước đi. Toàn bộ tâm tư mà đế quân đã trải qua tình kiếp này mới là điều quan trọng nhất. Tham kiến bệ hạ. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, Nguyên Trinh bị quan, Nhi thần bị quan. Mở khóa. Dạ. Tiểu Điện Hạ, đừng mềm yếu nữa. Nếu không quay về cứu Trung Thiên, đế quân sẽ trách tội cả ta và Điện Hạ đó. Của gì? Trẫm đưa nàng trở về. Thần thiếp, thần thiếp. Hãy nói đi, nói Điện Hạ và Nguyên Trinh có tư thông với nhau, mà nói đi. Thiếp, Hãy subscribe.